Chào mừng các bạn đến với kênh Nhịp Sống Xanh Dance và mình là Ngân Hà. Hôm nay theo yêu cầu của các bạn khán giả, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài nhạc mang tên Việt Nam ơi. Đây là một bài mà mình chia thành hai tổ hợp, mỗi tổ hợp có 4 câu nhạc 8. Chúng ta chỉ di chuyển một hướng chính thôi các bạn nhé. Không để các bạn chờ lâu nữa, chúng mình cùng vào bài hướng dẫn nào. Chưa hết mình sẽ đi qua một lượt, sau đó mình sẽ hướng dẫn chi tiết. 5, 6, 7, vào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp số 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta lại lặp lại tổ hợp số 1. Sau đó xen kẽ với tổ hợp số 2 và chúng ta cứ nhảy cho đến hết nhạc thì thôi các bạn nhé. Và phần tiếp theo là hướng dẫn chi tiết. Ở phần dạo nhạc đầu bài thì chúng ta có hai động tác. Mình sẽ quay về trước để các bạn quan sát tay dễ hơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Động tác số 2 chúng ta làm y chang như vậy, chỉ khác ở nhịp cuối cùng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, đưa tay cao lại, 5, 6, 7, 8. Sau đó chúng ta uốn tay về từ từ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ làm nhanh phần dạo nhạc mở bài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta vào nội dung chính của bài. Động tác số 1, chân phải làm trụ, chân trái đưa lên 1, đưa về 2, đưa lên 3 và thu về 4. Tiếp tục, ta lại làm y chang như vậy, bên trái tay của chúng ta nghiêng một góc 45 độ. Chân trái làm chủ, đưa chân phải lên, đưa xuống, đưa lên và thu về chỗ. Kết hợp với tay các bạn nhé. Khi chúng ta đưa chân trái, chúng ta sẽ kết hợp với tay phải đưa lên. Đưa chân trái xuống, chân tay phải đưa xuống, tay trái đưa lên. Tiếp tục lặp lại. Ở bên trái chúng ta đưa chân phải thì kết hợp với tay trái. Khi đưa chân phải xuống thì tay phải đưa lên, tay trái đưa xuống. Lặp lại và thu về. Mình sẽ đếm nhịp như sau này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các bạn có thể tạo độ nảy của chân thì chúng ta nhún chân các bạn nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ làm nhanh hơn một chút này. Câu số 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chuyển sang câu số 2, chúng ta sẽ đi bước kép bên trái trước. Chân trái đưa sang 1, chân phải trụ 2, chân trái đưa sang 3, chân phải trụ 4. Tương tự ta sẽ làm với bên phải. Đưa chân phải sang ngang 5, chân trái trụ 6, chân phải đưa sang ngang 7, chân trái trụ 8.
kết hợp với tay các bạn nhé. Khi chúng ta di chuyển bên trái, tay chúng ta sẽ đưa bên phải sập xì, đưa lên hạ xuống. Mình sẽ đếm nhịp như sau: 2 2 3 4. Và chúng ta di chuyển bên phải thì tay chúng ta đưa bên trái: 5 6 7 8. Làm nhanh hơn một chút nhé: 2 2 3 4 5 6 7 8. Câu số 3, chúng ta sẽ đi chán chân, chân trái chán lên, đưa chân phải sang ngang, chân phải bắt qua bên trái, chân trái đưa sang ngang, lùi bắt đầu bằng chân trái 4 nhịp: 2 3 4. Mình sẽ đếm nhịp như sau: 3 2 3 4, lùi nào: 5 6 7 8. Kết hợp với tay các bạn nhé. Khi chúng ta chám chân trái, chúng ta sẽ kết hợp với tay phải đưa từ trong ra ngoài. Khi chúng ta chám chân phải, chúng ta đưa tay trái từ trong ra ngoài. Và khi bước lùi, chúng ta sẽ đưa hai tay vào lòng, lùi 4 nhịp các bạn nhé. Mình sẽ quay đằng trước để thực hiện động tác tay nhé. Chân trái bước lên kết hợp với tay phải, chân phải bắt chéo kết hợp với tay trái, đưa tay vào lòng, đồng thời lùi chân về. Đếm nhịp sẽ như sau: 3 2 3 4, lùi 5 6 7 8. Câu số 3: 3 2 3 4 5 6 7 8. Câu số 4, chúng ta sẽ đưa chân trái sang ngang 4, thu chân phải về 2, đưa chân phải sang ngang 3, thu chân trái về 4. Sau đó ta sẽ chám chân trái lên 5, vắt chân phải qua 6, lùi chân trái 7 và thu chân phải về 8. Câu số 4 mình sẽ làm nhanh động tác chân trước này: 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết hợp với tay các bạn nhé. Khi chúng ta đưa chân trái sang ngang, chúng ta kết hợp tay phải đưa vào lòng. Chân phải sang ngang, chúng ta đưa tay trái vào lòng. Và khi chúng ta chám chân trái bước lên, chúng ta tỏa hai tay từ trong ra ngoài. Đếm nhịp sẽ như sau: 4, 2, 3, 4, chám chân 5, 6, 7, 8. Mình sẽ quay đằng sau nhé. Câu số 4 này: 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hết tổ hợp số 1. Mình sẽ sâu chuỗi 4 câu của tổ hợp số 1, bắt đầu từ câu 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta sẽ chuyển sang tổ hợp số 2. Tổ hợp số 2 thì động tác chân y chang như động tác số 1 của tổ hợp số 1, nhưng tay chúng ta đưa đồng thời lên, chân đưa xuống thì tay đưa xuống, lặp lại và thu về. Tiếp tục bên trái chúng ta làm y chang như vậy, đưa lên, đưa xuống. Khi chân đưa lên thì tay đưa lên, và khi chân đưa xuống tay chúng ta hạ thấp. Đếm nhịp sẽ như sau: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ quay làm sao nhé. Câu số 1 này: 1, 2, 3, 4, bên trái 5, 6, 7, 8. Câu số 2, chúng ta sẽ di chuyển bên trái trước, kết hợp với tay đưa sang vai trái, đưa sang vai phải và đưa trước mặt. Bên phải thì chúng ta đưa tay sang vai phải, vai trái, sau đó đưa tay trước mặt, kết hợp với bước đi ngang kết các bạn nhé.
Chúng ta đi bắt đầu bên trái trước này. Ta đếm nhé. 3, 2, 3, thu về 4. Chúng ta lại đi bên phải, kết hợp tay phải. 5, 6, 7, 8. Nhanh hơn một chút nào. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ quay lại sau nhé. Câu số 3 này, đi bên trái trước, thực hiện bằng tay phải. 3, 2, 3, 4. Đi bên phải, thực hiện tay trái. 5, 6, 7, 8. Làm nhanh một chút nào. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 3, chúng ta sẽ đưa chân trái bước lên này. Chân phải bắt qua này, chân trái lui về và chân phải thu về. Kết hợp với tay các bạn nhé. Chúng ta đưa hai tay bên trái, đưa hai tay bên phải, đưa hai tay bên trái và chúng ta thu về. Hoặc các bạn lại đưa sang bên phải cũng được. Lại một lần nữa, bên trái, bên phải, bên trái và bên phải thu về. Mình sẽ đếm nhịp nhé. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta thu tay về. Mình sẽ quay đằng sau nhé. Câu số 3 này, chám chân kết hợp với tay. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình làm nhanh hơn một chút này. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 4, tay phải chúng ta để lên mang tay, tay trái để nhẹ vào hông, hất chân trái sang thu về. Tiếp tục làm ngược lại, tay phải để vào eo, tay trái để ở mang tay, hất chân phải ra và thu về. Sau đó chúng ta lại chám chân một lần nữa, tỏa hai tay từ trong ra ngoài. Mình sẽ đếm nhịp như sau. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Làm nhanh hơn một chút nhé. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ sâu chuỗi 4 câu nhạc 8 của tổ hợp số 2 nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chúng ta lại trở về tổ hợp số 1, sau đó lại đến tổ hợp số 2, lần lượt cho đến khi hết nhạc thôi các bạn nhé. Yêu cầu của rất nhiều các bạn khán giả, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một bài nhạc mang tên Cung đàn mùa xuân. Đây là một bài mà mình biên đạo chia thành hai tổ hợp của động tác. Ngoài ra có các động tác ở phần dạo nhạc mở bài và dạo nhạc giữa bài. Mình sẽ hướng dẫn theo trình tự từ đầu đến cuối bài các bạn nhé. Chúng mình cùng vào bài hướng dẫn nào. Phần dạo nhạc mở bài, các bạn đứng tại chỗ nhún cho mình 3 lần 8 nhịp và 4 nhịp. Bên phải trước, 1, 2, nhún tại chỗ các bạn nhé. 3, 4, tiếp tục 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thêm 4 nhịp nữa. 1, 2, 3, 4. Như vậy chúng ta có 3 câu nhạc 8 và 4 nhịp. Ở phần nội dung chính của bài chúng ta có 2 tổ hợp. Tổ hợp số 1 bao gồm những động tác sau. Thứ nhất, mình sẽ đi chân, sau đó sẽ kết hợp với tay. Chúng ta đi bước đơn bên phải, chân phải đưa sang 1, chân trái chữ 2.
Bước đơn bên trái, chân trái bước sang 3, chân phải trụ 4. Và chúng ta đi bước kép bên phải 5, 6, 7, 8. Tương tự chúng ta sẽ đi bên trái, bước đơn 2, chân phải trụ 2, bước bên phải 3, chân trái trụ 4. Và đi bước kép bên trái 5, 6, 7, 8. Kết hợp với tay nhé. Khi chúng ta đưa chân phải, chúng ta kết hợp với tay phải 1, 2. Chân trái bước sang kết hợp với tay trái 3, 4. Và chúng ta sẽ đi kép bên phải mô phỏng tiếng đàn 5, 6, 7, 8. Mình sẽ làm nhanh hơn một chút này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và tương tự ta làm bên trái, tay trái trước 2, 2, tay phải 3, 4. Và chúng ta đưa tay trái cao bên trái 5, 6, 7, 8. Kết thúc câu số 1. Mình sẽ quay đằng sau nhé. Cùng hướng với các bạn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 3, chúng ta đưa chân phải lên trước đồng thời hai tay tọa lên. Sau đó ta thu chân phải về. Tiếp tục chân trái đưa lên, hai tay cũng đưa lên cao và thu về. Ta đếm nhịp như sau. 3, 2, 3, 4, chân trái 5, 6, 7, 8. Làm nhanh hơn một chút nhé. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo là câu số 4, số 5. Chúng ta làm giống như câu số 1, số 2, nhưng khác ở động tác tay. Còn chân chúng ta bước y chang như vậy. Mình sẽ thực hiện kết hợp cả chân và tay nhé. 4, 2, 3, 4. Khi chúng ta đi bên phải, tay chúng ta sẽ vòng qua bên trái, vòng từ trước sang hai bên. Tay phải chúng ta đưa qua đầu. Mình sẽ thực hiện động tác tay này. Vòng qua đầu. Tiếp tục, ở bên phải chúng ta lại vòng tay phải ra trước, tay trái qua đầu và chúng ta thu về. Mình sẽ đếm nhịp kết hợp với chân các bạn nhé. Câu số 3 này. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 5, chúng ta lại đi bên trái và tay chúng ta sẽ khua sang bên phải. Ta sẽ đến 5, 2, 3, 4. Bước kép thì ta khua tay này. 5, 6, 7, 8. Câu số 6, chúng ta tương tự đưa hai tay lên, thu về. Đưa hai tay lên và thu về. Kết hợp với bước chân phải trước và chân trái sau. Mình sẽ quay đằng sau nhé. Mình sẽ làm lại câu số 4, số 5 này. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Câu số 7 thì chúng ta sẽ đi chán chân, bắt đầu bằng chân trái, đưa tay bên trái. Chân phải vắt qua, đưa tay bên phải. Chân trái lui về, đưa tay bên trái. Và chân phải thu về tại chỗ, đưa tay về chỗ. Mình sẽ quay lại sau nhé. Câu số 7. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó chúng ta sẽ nhún chân 3 nhịp. 1, 2, 3. Và chúng ta sẽ thực hiện câu số 8. Chúng ta sẽ đếm này. 1, 2, 3, 4. Sau đó lại đi bên trái 5, 6, 7, 8. Các bạn lưu ý cho mình, khi chúng ta di chuyển bên phải thì tay phải ngửa cao, tay trái úp, giống như động tác lông tơ các bạn nhé. Câu số 9, chúng ta đi chân bước kép y chang như vậy, chỉ khác là tay chúng ta đưa cao,
Di chuyển bên phải, tay phải đưa cao. Di chuyển bên trái, tay trái đưa cao. Mình sẽ đếm nhịp như sau: 8, 2, 3, 4 bên trái, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ quay đằng sau nhé. Câu số 8 này: 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó chúng ta sẽ nhún tại chỗ 4 nhịp. 1, 2, 3, 4. Mình sẽ sâu chuỗi 9 câu của tổ hợp số 1. Câu số 1 này: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Câu số 8: 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Và chúng ta sẽ chuyển sang tổ hợp số 2. Câu đầu tiên chúng ta sẽ đi bước chân ra cha két. Bắt đầu chân phải và tay đưa bên phải. 1 và 2. Chân trái bước lên. 3 và 4. Tay đưa bên trái. Tiếp tục lặp lại bên phải. 5 và 6. Cuối cùng bên trái. 7 và 8. Mình sẽ làm nhanh hơn một chút nhé. Đếm nhịp nào. 1 và 2. 3 và 4. 5 và 6. 7 và 8. Câu số 2, chân đưa sang chân phải trước 2, thu về 2, đưa ra 3, thu về 4, chuyển trụ bên phải. Tiếp tục thực hiện bên trái 5, thu về 6, 7, thu về 8. Mình sẽ quay đằng trước nhé, kết hợp với tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta sẽ thực hiện bên phải trước và bên trái sau. Khi mà chúng ta đưa chân ra, tay chúng ta mở ra, đưa chân thu vào, tay chúng ta thu vào, mở ra, thu vào các bạn nhé. Kết hợp với câu 1 sẽ như sau: 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiến rồi chúng ta sẽ lùi, cũng bắt đầu bằng chân phải, đưa hai tay bên phải, 3 và 2. Lùi chân trái 3 và 4, chân phải 5 và 6 và chân trái 7 và 8. Lặp lại y chang như vậy: 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mình sẽ quay đằng sau nhé. Câu số 1: 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8. 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và tiếp tục chúng ta sẽ thực hiện câu số 5, số 6. Chân phải bước ra, ta đếm 5. Chân trái chụp lại và chân phải đẩy ra 2. Lùi chân trái kết hợp với tay 3, 4. Tay tỏa hai tay từ trong ra ngoài. Tiếp tục ta lại thực hiện bên trái, chân trái 5 và 6. Đưa chân phải lùi kết hợp với tay tỏa sang hai bên, 7, 8. Mình sẽ thực hiện lại nhé. 5 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8. 6 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8. Câu số 7,
Kết hợp với tay, khi chúng ta bước chân phải, chúng ta sẽ đưa tay phải lên 1 và 2. Chân trái bước lên, ta sẽ đưa tay trái 3 và 4. Lùi chân phải, chúng ta uốn tay dần dần đưa từ trên xuống. Chân phải 5, chân trái 6, chân phải 7 và chân trái 8. Chúng ta bước lùi về sau các bạn nhé. Mình sẽ làm nhanh này. 7 và 2, 3 và 4 lùi, 5, 6, 7, 8. Câu số 8 chúng ta làm tương tự. Bước chân phải lên 8 và 2, chân trái 3 và 4. Lần này chúng ta không uốn tay mà chúng ta mô phỏng tiếng đàn. Tay phải chúng ta đánh đàn 5, 6, 7, 8. Mình sẽ quay đằng trước nhé, để các bạn quan sát động tác tay này. 7 và 2, đưa tay lên 3 và 4, các bạn cuốn tay 5, 6, 7, 8. Động tác 8 tương tự như vậy, 8 và 2, 3 và 4. Chúng ta mô phỏng tiếng đàn 5, 6, 7, 8. Mình sẽ sâu chuỗi 8 câu nhạc 8 của tổ hợp số 2, bắt đầu từ câu 1. 1 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 và 2, 3 và 4, 5 và 6, 7 và 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 6 và 2, 3, 4, 5 và 6, 7, 8, 7 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8, 8 và 2, 3 và 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta kết thúc tổ hợp số 2. Sau khi kết thúc tổ hợp số 2 thì chúng ta có phần dạo nhạc giữa bài. Động tác thứ nhất chúng ta đi bên phải bước đơn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó chúng ta lại bước đơn và đưa tay lên cao, ta đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và tiếp theo chúng ta sẽ đưa tay dần dần về. Sau đó chúng ta lại nhúng 3 câu nhạc 8 và 4 nhịp nối đoạn 1, 2, 3, 4. Nhúng kép các bạn nhé. 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thêm 4 nhịp 1, 2, 3, 4. Và chúng ta lại quay lại tổ hợp số 1 tới tổ hợp số 2. Tuy nhiên khác hơn một chút. Sau khi dạo nhạc giữa bài thì chúng ta chỉ thay ở động tác số 7 của tổ hợp số 1 thôi. Chúng ta không đi chán chân nữa mà chúng ta đứng tại chỗ nhúng cho mình 6 nhịp theo lời của bài hát. Sau đó đến tổ hợp số 2 thì chúng ta lại lặp lại một lần nữa câu số 8 của tổ hợp số 2, vị trí là chúng ta có 9 câu nhạc 8 các bạn nhé. Bài chúng ta, mình vừa hướng dẫn lần lượt từ đầu đến cuối rồi. Các bạn hãy sâu chuỗi các động tác để tạo nên một bài nhảy hoàn chỉnh nhé. Chúc các bạn có những bước nhảy thật đẹp và chúng ta thành công nhé. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Nếu yêu thích những bài nhảy do mình biên đạo, đừng chần chừ gì nữa, hãy bấm chuông, bấm like để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.